Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip thay cái phần cảm ứng của máy 11 Pro Max nha các bạn. I'm on top, come for trending. Come for YouTube, come for trending. I'm on top, and my chain line. Big Tuli, vừa drop cái tao có tên à. Big city, boy. Big city, boy. Big city, space pickers in the house, make some motherfucking noise. Tạ tim để story em, nhắn tin để chung đi em. Hợp âm anh thật là CM, xem thật là BM. Make 'em hear to say, whoa. Big city boy, big city boy, big city space speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gon' do, ASAP DJ? What you gon' do, them bottles keep coming? What you gon' do, thân phố nó không ngủ? Tell me what you gon' do, hey. Trường hợp này là lỗi cảm ứng nha các bạn. Đây là cái cảm ứng mới bên mình nha các bạn. Cảm ứng viên luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tháo máy ra, mình thay kính cảm ứng này nha. Cho nước vô cho keo, cái phần keo nó nước nó nhả ra nha các bạn. Trong của máy nó có luôn cái phần cảm biến rồi luôn nha các bạn. Mình sẽ đặt cái màn hình lên cái bàn nhiệt để mình bóc cái ron nha các bạn. Bóc cái ron này ra xong rồi mới cắt cái mặt cảm ứng ra nha các bạn. Mình sẽ dùng miếng ni lông mình lấy phần keo này ra nha các bạn. Keo này khi mà nó nóng lên các bạn cho nước vô cái là nó rã ra hết. Xử lý hai bên với lại cho trong rồi tiếp theo mình xử lý phần keo với cổ nữa các bạn.
Đó, mình lách cổ ra, giờ mình dở cái ron lên. Tiếp theo mình sẽ dở cái phần dây cảm ứng này ra để mình cắt luôn nha các bạn. Chỗ này các bạn cho khoảng ít nước thôi, các bạn vừa thấm thôi, chứ mình đừng cho nhiều quá nó có thể nó ngấm vào cổ nha các bạn. Dở cổ, cái mặt cổ cảm ứng này lên rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt cái mặt cảm ứng này ra. Để mình đợi nóng xíu nha các bạn. Mình sẽ lấy miếng ni lông mình lấy mí nha các bạn. Phương Anh sau khi mình cắt ra mình test lại cái nha các bạn. Đây các bạn, màng rất là mỏng luôn nè, mình cắt ra cái nó cong vòng luôn nè. Màng nó là màng dẻo nha các bạn, chứ không phải màng cứng. Trong vòng chỉ thấy màn hình thì ok nha các bạn. Mình sẽ cho dung dịch tẩy keo ra cho nó mềm keo và mình tiến hành lột keo nha các bạn. Sau khi mình cho cái dung dịch tẩy keo vô, cái keo nó mềm nha các bạn, lột nó dễ nè. Tâm mình xe cái nó hết. Bạn nào mà xài máy uống keo quen, các bạn có thể xài máy uống keo cũng được. Mà màn này mỏng quá, xài máy uống keo lấy tâm quấn tay từ từ cho nó an toàn xíu. Bị cảm ứng như vậy các bạn, thường là do một phần mình xài nó bị vô nước đó các bạn. Những máy này nó có chức năng chống nước, nhưng mà mình ngâm nước mình có thể vô nó ngấm từ từ vô, nó sẽ gây lỗi cảm ứng nha các bạn. Còn cái trường hợp nào nặng quá nó có thể là lỗi luôn màn hình mình không lên gì luôn. Trong quá trình mình xài, các bạn hạn chế tiếp xúc với nước. Tại vì nó cũng là cái đồ điện tử chứ nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái mặt kính cảm ứng này trước nha các bạn, bắt đầu mình tiến hành ép sau nha các bạn. Thank you.
để mà kính cảm ứng bên ngoài mình test nha các bạn. Bào keo cái mặt cảm ứng rồi nha các bạn. Bào keo để mình nét. Nó có một cái miếng rầm tì nha, mình sẽ tháo ra. Cái miếng rầm tì này ra. Nó hai rầm tì, nó hai lớp nha các bạn. Mình đã vào keo rồi nha các bạn. Các bạn cố gắng vào keo cho nó đều hai bên mép sang bên. Rồi bây giờ mình vệ sinh cái này để xong mình ép luôn nha các bạn. Cảm ứng sau khi mình ép nha các bạn. Thì mình nương nương cái cổ cảm ứng nha các bạn. Giờ nó còn dính quá là mình bỏ cho mình hấp luôn. Mới ép ra nó còn dính với cái miếng cao su luôn, mình bỏ nguyên miếng này vô mình hấp luôn nha các bạn. Cái này hấp chắc khoảng 10 phút. Các bạn mình hấp 10 phút rồi nha các bạn. Các bạn sau khi mình hấp mình tháo cái miếng này dễ, các bạn nào mốt bạn nào mà ép vô nó bị dính á, bạn bỏ nguyên miếng này vô hấp luôn, hấp xong lấy ra dễ ập. Mình sẽ tháo miếng nhân tì cho các bạn xem luôn nè. Bọt nó hết luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ lột keo, mình dán cái dây cảm ứng vô cái màng nha các bạn. Cái cảm ứng cái này không cần phải hàn, mình chỉ cần ép vô là ráp được thôi.
cũng đơn giản. Các bạn gặp đều nha. Ba cái chân này nè, các bạn đỡ cái tay, các bạn gặp. Còn mình vuốt đều thôi. Bấm lại cái nữa cho các bạn xem luôn nha. Đây, trong lúc mình ép vô mình test lại cái nữa, mình mới dập vào ron nha các bạn. Cái men này, cái men mình để test thôi nha. Mình test thì mình lấy men này, không dùng men thấp nha các bạn. Mình vuốt trên đây là mình đang test cái phần cảm ứng trên tay thỏ nha các bạn. Ok rồi, giờ mình chỉ cần vào ron thôi. Khi mình vào ron, mình coi ron nó bị cong được không các bạn. Nếu mà bị cong mình sẽ uống lại cho nó thẳng hết rồi mình sẽ vô. Hai cong chỗ này. Dán ron nha các bạn. Phải xay cái ron cho nó đẹp một cái nha các bạn. Và mình sẽ gắn vào cái sườn này cho nó khô khoảng 30 phút rồi mình mới ráp máy như vậy. Lau liền bây giờ luôn. Đấy, họ đừng để họ nó khô, nó cứng, không khó vệ sinh. Đó, sau khi mình lau sạch sẽ rồi, giờ mình sẽ cố định thun. Mình dán nửa tiếng thì nó khô keo và mình tháo thun luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái màn hình này mình ráp cho máy kia nha các bạn. Màn cái men này là cái men cái men mình để test màn hình nè. Mình vô ron cho nó thích.
gấp vô luôn thì mình test lại cảm ứng màn hình lại cái nữa nha các bạn. Mình đã giới thiệu cho các bạn cái quá trình mà thay cái mặt kính cảm ứng nha các bạn. Cảm ứng iPhone 11 vào mắt bên mình nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mình thay mặt kính đẹp nha các bạn. Rồi các bạn nào thấy hay các bạn hãy like và share ủng hộ kênh mình nha. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip khác.